Chào mừng tất cả các cậu đã quay trở lại với Way to Wear Cà Chiên. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi, chúng tôi có một món quà gửi đến các cậu để giúp các cậu nhỏ lại, hoài niệm lại những ký ức tuổi thơ đây. Tuổi thơ các cậu là gì? Không biết các cậu thế nào, nhưng tuổi thơ của tớ là dốc hết túi tiền tiết kiệm của mình ra chỉ để mua một đĩa phim hoạt hình hoặc canh me chiếc TV chỉ để chờ bộ phim hoạt hình mà mình yêu thích. Những bộ phim hoạt hình của tớ có thể là những bộ phim hoạt hình mà các cậu cũng đã xem, đó là Chú chó Scooby-Doo, Bà nữ thám tử hoặc là Phineas and Ferb. Không biết đã có ai từng nói với tớ rằng nếu không muốn già đi thì hãy mang theo tuổi thơ bên mình. Những năm tháng ấy giờ mà ngẫm lại, nghĩ mà cũng thấy vui đáo để. Lúc đó thứ giải trí duy nhất chắc là chiếc TV kết nối truyền hình cáp. Lướt qua lướt lại những kênh hoạt hình mà mình yêu thích, chăm chú xem rồi reo lên thích thú. Rồi có những lúc phải nghiêm túc đàm phán với bố mẹ, chỉ để cho mình có thời gian xem thêm một chút nữa. Những bản nhạc mở đầu, tớ có thể học thuộc lòng và nhép lại những câu thoại một cách thật đỉnh. Chỉ đơn giản thế thôi, tuổi thơ cũng chẳng phải là cột mốc vĩ đại nhất của cuộc đời. Nhưng chắc chắn là ký ức đẹp nhất, khoảng thời gian đẹp nhất để người ta có thể ghi nhớ, hồi tưởng và luyến tiếc về sau. Tớ không chắc lắm về vấn đề này, nhưng tớ đoán nếu đã là viewer của Way to Wear Cartoon thì chắc chắn tuổi thơ của các cậu cũng sẽ gắn liền với những bộ phim hoạt hình. Dù cho ở lứa tuổi nào, ở thế hệ nào đi chăng nữa, thì tớ biết hoạt hình vẫn luôn luôn đóng góp một phần không nhỏ tạo nên tuổi thơ tươi đẹp của tất cả chúng ta. Và đương nhiên, tớ cũng không phải ngoại lệ. Để xem nào, Disney Channel, Cartoon Network hay thậm chí là BB, tất cả đều là tuổi thơ của tớ. Ben 10, Teen Titans, Tom and Jerry và còn vô số những bộ phim hoạt hình khác nữa mà nếu tớ mà ngồi liệt kê ra thì video này nó sẽ dài cả tiếng mất. Không thể phủ nhận rằng hoạt hình ở các thời kỳ khác nhau lại khác nhau, có người bảo hay hơn, có người lại bảo không tốt bằng. Song tớ nghĩ rằng dù hay dù dở thì cartoon vẫn luôn là nơi tớ, cậu và tất cả những bạn nhỏ khác đắm chìm để phiêu lưu trong một thế giới thần tiên đầy những điều diệu kỳ. Mà các cậu biết gì không? Hơn chục năm trước, có một đứa trẻ cấp 1 có thể dành hàng giờ đồng hồ ngồi trước TV và xem những bộ hoạt hình mà nó yêu thích. Ai mà có thể ngờ rằng bây giờ nó vẫn làm thế, vẫn hàng ngày ngồi xem hoạt hình, chỉ là với một mục đích khác mà thôi. Giờ nó vẫn xem vì nó thích, nhưng quan trọng hơn, nó xem để viết nội dung cho video, để phục vụ cho các bạn viewer thân yêu trên kênh Way to Wear Cartoon. Với niềm đam mê phim hoạt hình mãnh liệt của mình, tớ hy vọng có thể chia sẻ một chút niềm vui tuổi thơ để cho mọi người, kết nối những con người có cùng chung sở thích để từ đó xây dựng một cộng đồng người xem cartoon lớn mạnh tại Việt Nam nhé. Vậy thì tuổi thơ của các cậu là gì? Có Way to Wear không? Chúng tớ rất vui khi đã gợi nhắc và làm mới lại một phần tuổi thơ của các cậu đó. Trong thời gian sắp tới, Way to Wear Cartoon sẽ có một sự lột xác bằng những dự án siêu mới mẻ và cực kỳ thú vị. Nếu như các cậu tò mò đó là gì thì hãy luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ cho chúng tớ nhé. Còn bây giờ thì Way to Wear out.